Thưa quý vị và các bạn, qua giả soát của ngành điện Hương Yên cho thấy, đến thời điểm này, hiện toàn tỉnh đang phát sinh gần 670 vị trí của công trình điện nằm trên đường giao thông. Các công trình này đều không nằm trong dự toán của chủ đầu tư, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Theo đó, đường dây hạ thế đang tồn tại trên 640 cột điện. Ở lưới điện trung thế hiện còn 24 công trình và 3 trạm biến áp. Ngoài ra còn 358 vị trí khác đang có công trình điện hoạt động nhưng nằm trong kế hoạch chuẩn bị triển khai dự án đường giao thông. Được biết hầu hết các điểm đang vi phạm giao thông tập trung tại các đường liên thôn, liên xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đơn vị hành chính còn nhiều công trình điện chưa được xử lý, nhiều nhất là thành phố Hưng Yên còn trên 140 công trình huyện Kim Động và huyện Văn Lâm, mỗi huyện có 120 công trình điện. Hầu hết các công trình điện này tồn tại là do chủ đầu tư dự án đường giao thông nông thôn là các xã thị trấn không đưa nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng vào khi xây dựng thiết kế thi công mở rộng đường, khiến vừa chậm tiến độ nhiều công trình giao thông lại gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông.